Giao dịch thương mại giữa châu Âu và Việt Nam đã tăng 10 lần trong 5 năm, từ năm 2011 đến năm 2015. Đây là thông tin được Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam đưa ra trong buổi lễ công bố sách trắng 2016 về các vấn đề thương mại đầu tư tại Việt Nam ngày hôm qua tại Hà Nội. Bộ Công Thương cho biết quan hệ thương mại đầu tư giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu đã tăng hơn 10 lần trong vòng 5 năm, từ con số 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2011 lên 41 tỷ đô la Mỹ trong năm 2015. Dự kiến vào năm 2018, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU EVFTA sẽ có hiệu lực, mở ra cơ hội tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam đầu tư nhiều hơn nữa. Ấn phẩm này được xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cung cấp tổng hợp những thông tin đánh giá cập nhật nhất về tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh và môi trường pháp lý hiện nay tại Việt Nam.